Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên những người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên tử vi học có nói, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng đối với mục tiêu mình đã đặt ra. Hãy lạc quan và trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với anh chị vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021, các gia chủ sẽ gặp những chuyện gì tốt? Cần tránh mắc phải những sai lầm nào trong cuộc sống để cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực hơn? Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đã được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Canh Ngọ. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Canh Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên họ sẽ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Người tuổi Canh Ngọ 1990 mệnh lộ bằng thổ, có tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác. Họ sống ngay thẳng, chân thật, cũng thường giúp đỡ mọi người nên được bạn bè quý mến. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm chí mạng, đó là ăn nói không được khéo léo, sẽ làm phật lòng người khác lúc nào mà không hề hay biết. Họ hợp với những người cùng lứa hơn những người lớn tuổi. Những người tuổi Canh Ngọ không phải là người khéo léo, không thích hợp với các hoạt động đầu tư nên an phận để con đường tài lộc được bình ổn. Tất cả những kế hoạch đã lên, họ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều đó, để cho cấp trên rất ưng ý. Xem vận khí, vận mệnh tuổi Canh Ngọ thì cơ hội thăng tiến của họ vô cùng rộng mở. Do tính cách người tuổi Canh Ngọ không dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Dù là bị phê bình, nhưng họ cũng không vì thế mà suy sụp tinh thần. Khi những người khác bận rộn với đủ nỗi lo thì họ vẫn giữ được dáng vẻ, thong dong, tưởng chừng như chẳng có gì khiến họ quan tâm. Kỳ thực, họ là người biết mình muốn gì, họ chỉ quan tâm đến việc đạt được mục đích, còn những việc khác hoàn toàn không phải là thứ họ bận tâm. Quý Ân Thủy gặp Ngọ xung hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, bạn mệnh cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên, bản mệnh cũng cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Bước sang tháng 4 âm lịch, sự nghiệp tuổi Canh Ngọ vẫn chưa khởi sắc so với tháng trước, đường tài lộc cũng hiu hắt. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Ngọ cần chú ý về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Ngoài ra, thời điểm tháng 4 âm lịch, tuổi Canh Ngọ sẽ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm.
Bạn bị tăng quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Tình cảm đôi lứa cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Bản mệnh dễ bốc đồng, sốc nổi vì chuyện nhỏ mà làm cho đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm, bất định. Để mọi phương diện diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, những gia chủ thời Canh Ngọ nên sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ và là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Canh Ngọ trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận, những gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng tư sẽ có vận trình sự nghiệp biến động khá lớn. Bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Con đường sự nghiệp trong tháng tư âm lịch của tuổi Canh Ngọ không được sáng rõ. Bản mệnh dù cố gắng hết sức mình nhưng lại chẳng có được cơ hội để thể hiện bản thân. Không những thế, sự nghiệp cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong giải quyết vấn đề của bản mệnh còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Vì vậy, mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, bản mệnh cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, nên công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý được tình hình trước mắt. Thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời cho, bản mệnh lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, tuổi Canh Ngọ sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh, sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Canh Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ hai, tài lộc. Bước sang tháng tư âm lịch, việc kiếm tiền tuổi Canh Ngọ không được lợi nhuận, thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho bản mệnh căng thẳng và khó có thể tập trung, sẽ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bản mệnh có thể sẽ tốn hao tiền của do mắc phải nhiều sai lầm, phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Cho nên bản mệnh cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Canh Ngọ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trái đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tháng tư âm lịch là lúc mà tuổi Canh Ngọ sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn, nên bản mệnh phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Bản mệnh mải mê với chuyện công danh, sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Thời gian này, bản mệnh có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống. Cho nên, bản mệnh cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có. Những hiểu lầm không đáng có làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên. Để may mắn hơn trong chuyện tình duyên cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất,
là vật phẩm trang sức đeo tay giúp chiếu các lành, chiếu vận quý nhân, tăng cường vận khí, sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những gia chủ tuổi Canh Ngọ trong tháng tư âm lịch không được tốt. Do sự nghiệp gặp trở ngại nên quý gia chủ lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc cảm thấy rơi vào bế tắc. Hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó hãy đưa ra những quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra, bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Bản mệnh cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái, sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, dần, ngọ, tuất của cây phong thủy gia cát có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an cho các gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, vận đại kỵ trong tháng tư âm lịch để quý gia chủ tuổi Canh Ngọ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng tư âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, tức ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ nạp âm mặt trường lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sử và dậu thành kim cụ, xung hơi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch 5 tháng 4, tức ngày 16 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, sát tí. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 4, tức ngày 28 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, bình tí. Thứ ba, ngày âm lịch 29 tháng 4, tức ngày 9 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày 12 tháng 4 tới ngày 23 tháng 5 dương lịch, nạp sát Tân Mùi, nạp âm Lộ Bàn Thổ. Thứ hai, ngày âm lịch 24 tháng 4 tới ngày 4 tháng 6 dương lịch, nạp sát Quý Mùi, nạp âm Dương Liễu Mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Canh Ngọ trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, em chị có thể áp dụng tránh hung, hòa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi đến hết chương trình. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy gặp các vấn đề tư vấn như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân. Xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chương trình. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.